Nhị muội muội không cần phải hành đại lễ với ta như thế, tỷ tỷ nhận không nổi. Tuy rằng chúng ta tranh chấp không ít, nhưng trước giờ ta chưa bao giờ trách muội và Đan Nhi. Đưa Đan Nhi đến thôn trang là quyết định của phụ thân, ta cũng bất lực. Phụ thân thương tỷ tỷ nhất, nếu tỷ tỷ nói giúp Đan Nhi với phụ thân chắc chắn sẽ đồng ý. Chuyện quá khứ, chúng ta xin lỗi tỷ tỷ, mẫu thân cũng đã mất rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ nhất định muốn tỷ muội chúng ta bỏ mạng mới chịu sao? Tỷ tỷ cầu xin tỷ, ta thật sự không muốn quay lại thôn trang kia. Thôi vậy, muội muội nói đúng, chúng ta đều là tỷ muội một nhà. Ta sẽ cố hết sức, nhưng mà kết quả như thế nào còn phải xem quyết định của phụ thân đã. Tỷ tỷ, tỷ thật sự không trách ta sao? Thật ra đều do mẫu thân không tốt, là bà ấy bảo chúng ta bắt nạt tỷ. Tỷ sẽ không giết luôn chúng ta chứ? Về sau đại tỷ bảo ta làm gì, chỉ cần cho ta cơm ăn, ta đều làm. Muội muội sao vậy? Sao lại nói nhảm thế? Nhị nương không phải chết vì bệnh tim sao? Chẳng lẽ muội cảm thấy tỷ là người làm ra loại chuyện đó? Tỷ tỷ, người trong phủ đồn rằng mẫu thân có tư tình với người khác. Hôm tỷ lại mặt, xe ngựa xảy ra chuyện không may, chúng ta đều đã nghe nói cả rồi. Tỷ cứ nói cho chúng ta đi, kết cục hôm nay của mẫu thân là do bà ấy tự làm tự chịu, chúng ta sẽ không trách tỷ tỷ đâu. Ta không thẹn với lương tâm. Tuy rằng giữa ta và nhị nương không có tình mẫu tử, nhưng chuyện nhị nương chết không liên quan tới ta. Vì sao các muội lại cứ muốn ta phải thừa nhận chuyện nhị nương chết có liên quan đến ta? Còn có, tứ muội muội cũng biết hôn sự nữ nhi đều do phụ mẫu và bà mối làm chủ, không phải là ta cướp tiểu vương gia của muội. Nếu muội muội không oán hận ta và tiểu vương gia song túc song thê, đại tỷ tỷ vĩnh viễn hoan nghênh muội đến đức vương phủ làm khách. Đại tiểu thư, ngài làm sao thế? Nhà đầu này phải chăm chỉ tu luyện nội công hơn. Chẳng lẽ vừa rồi muội không phát hiện chúng ta vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng rồi à? Quỷ môn quan? Nhưng mà vừa rồi không phải nhị tiểu thư và tứ tiểu thư còn đang cầu xin người sao? Xin ha, đoạn đường vừa rồi có đến hơn 100 cung thủ. Nếu ta nói chuyện không cẩn thận, chỉ sợ vạn tiễn xuyên tâm. Nếu ta là một nữ tử bình thường, thật đúng là không thể phát hiện ra được. Tại hạ bảo vệ không tốt, xin tiểu thư trách phạt. Không liên quan đến các ngươi, cho dù võ nghệ của các ngươi cao cường cũng không thể giết mấy trăm cung thủ trong chớp mắt. Là ta xem nhẹ hai tỷ muội kia rồi, không ngờ bọn họ có thể làm tới trình độ này. Nhưng mà chỉ dựa vào hai người kia, sợ là không có năng lực như vậy. Có thể không kinh động Tĩnh Quốc công, lấy được binh phù điều động binh lính, đại khái chỉ có đại ca ca kia của ta thôi. Bọn họ điên rồi, lại dám điều động binh phủ bên ngoài vây giết chúng ta, không sợ quốc công gia và hoàng cung chiêu cứu sao? Đại tiểu thư, việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải báo cho quốc công gia để ngài ấy thu hồi binh quyền trong tay thế tử gia. Không, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, không thể đánh thật với bọn họ. Hơn nữa, đại ca kia của ta hôm nay không động thủ, chỉ sợ là còn chưa xác định xem Hàn thị có thật là chết trong tay ta hay không. Hắn khác với tỷ muội Tây Lương Tiên, hắn là nam nhân, nếu không phải là huyết hải thâm cừu, hắn càng coi trọng lợi ích đại cục hơn. Nếu không, hôm nay hắn đã hạ thủ giết ta rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để bọn họ làm càn như vậy? Đương nhiên là không rồi. Thứ bọn họ dựa vào không phải là tín nhiệm của Tây Lương Tĩnh quốc công gia sao? Nhưng nếu quốc công gia không có tín nhiệm vị thế tử này thì sao? Nếu bọn họ ngại cuộc sống yên bình không thoải mái, vậy ta liền tiễn họ một đoạn đường, cho bọn họ một kết cục giống như Hàn thị vậy. Một ngày sau, đại muội muội,
Nghe nói muội cầu tình giúp Đan Nhi với phụ thân. Phụ thân đã đồng ý cho Đan Nhi ở lại, đa tạ muội đã giúp Đan Nhi chuyện lúc trước. Chuyện lúc trước Mạt Nhi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ Mạt Nhi đã thành thân, nói ra đã là không còn là người của quốc công phủ nữa. Ta chỉ hy vọng sau này có thể sống yên ổn qua ngày. Hôm nay Mạt Nhi phải trở về Đức Vương phủ, đại ca ca và hai vị muội muội tự giải quyết cho tốt đi. Mạt Nhi không phủ nhận oán hận của muội ấy, tuy bây giờ không tranh cãi nhưng cũng xem như muội ấy không có ý muốn thân thiết với chúng ta. Cũng đúng, nếu là ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như thế. Hừ, tiện nhân này còn giả vờ giả vịt. Bây giờ ta trở về rồi, ta nhất định sẽ trừng trị đám tiện tì ra tay với ta, còn có tiện nhân Lê Thị kia nữa. Đủ rồi, các muội còn muốn tranh đến khi nào? Không nhìn ra ý của muội ấy sao? Nếu còn có lần sau, muội ấy nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta. Ca ca, huynh có ý gì vậy? Bây giờ huynh đang nói giúp cho Tây Lương Mạt à? Còn có, ngày hôm qua huynh rõ ràng có cơ hội giết à? Sao huynh không ra tay? Chúng ta đã nói rồi, khi nào Mạt Nhi thừa nhận giết mẫu thân, ta sẽ hạ lệnh bắn tên, nhưng muội ấy nói không phải. Chúng ta đều biết là lão thái thái hạ lệnh xử lý mẫu thân. Mạt Nhi, huynh điên rồi, à ta là kẻ thù của chúng ta, huynh lại tin à? Tây Lương Tĩnh, huynh là nhi tử tâm huyết của mẫu thân, sao có thể không phân biệt được địch ta như thế? Muội câm miệng. Huynh đánh đi, đánh đi. Hải cốt của mẫu thân còn chưa lạnh, thù giết mẫu thân còn chưa báo, huynh lại đối xử với muội muội ta như thế. Ta thật muốn nhìn xem huynh làm thế nào đối diện với mẫu thân. Tiên Nhi, muội nghe cho kỹ đây, nếu Tây Lương Mạt thật sự giết mẫu thân, ta sẽ là người đầu tiên dùng đầu của nàng ta tế mẫu thân. Nhưng vì huynh không phải là thanh kiếm trong tay muội, mặc cho muội diệt trừ người muội ghét. Đại ca, cơ hội lần này không có lần thứ hai nữa. Chuyện điều động binh mã chỉ có thể là một lần, nếu không sẽ khiến cho phụ thân nghi ngờ. Tây Lương Mạt, ngươi cứ chờ đi. Lần sau ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, quỳ xuống xin tha thứ. Cái gì? Mấy ngày nay sư phụ không ở đây? Sau khi tiểu thư trở về phủ Tĩnh Quốc Công, Đốc Công nói Đức Vương phủ nhàm chán quá nên đi mất rồi. Tôi khổ quá mà, không muốn làm. Còn để mỹ thất giả trang làm tử y khách ở vương phủ trong hoài hành động. Đây là thái độ tra án đó hả? Hắn thấy chán là bởi vì thiếu đi một vật tiêu khiển là ta thì có. Nhưng mà lão yêu quái này không có ta ở đây, đã đem xuân tịch mịch rồi. Cả ngày chỉ biết dây dưa không ngừng với ta. Đại tiểu thư, Đức Vương Phi đến. Mẫu Phi, sao người lại đến đây? Trinh Mẫn, Mẫu Phi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với con. Mẫu Phi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Mẫu Phi chuẩn bị cho Phong Nhi nạp Tĩnh Vũ làm thiếp. Con dâu chưa vào cửa đến một tháng, người đã muốn nạp thiếp cho tiểu vương gia sao? Trong kinh thành, làm gì có danh môn nào như thế? Chính thê vào cửa chưa được một tháng đã vội vàng nạp thiếp. Ta cũng không muốn ngăn cản Tư Lưu Phong nạp thiếp, không nói đến quy củ chờ nửa năm. Nhưng nhìn thể diện của Tĩnh Quốc Công và thân phận của ta cũng phải chờ được nửa năm chứ. Mẫu Phi biết việc này khiến con rất khó xử. Nhưng còn phải chờ 5 năm mới mang thai được. Bên cạnh Phong Nhi lại không có người hầu hạ. Mấy ngày nay nó bệnh nghiêm trọng hơn, con lại đang chịu tang, không bằng để Tĩnh Vũ làm lễ ra mắt. Cũng coi như là sung hỷ, con yên tâm. Tĩnh Vũ trước giờ hiền lương thục đức, sẽ tuân thủ bổn phận thê thiếp. Nó chỉ đến đất đây để hầu hạ Phong Nhi mà thôi. Các con cứ xem như nha hoàn mã sai bảo là được mà. Mẫu Phi đã nói như vậy, con dâu sao có thể cự tuyệt được. Nếu đã là nha hoàn thông phòng, Mẫu Phi phái đến, sau này cứ để nàng ta ở phòng nhỏ nơi tiểu vương gia đọc sách là được, không cần phải đến thỉnh nguyệt các. Nàng ta không phải thị thiếp, cho nên cũng không cần theo quy củ. Cái gì? Thiếu Vương Phi, sao ngài có thể để ta làm nha hoàn thông phòng được? Trinh Mẫn, Tĩnh Vũ ở bên cạnh ta nhiều năm, cũng xem như một nửa nữ nhi, gả cho nhà quan làm chủ mẫu cũng không quá đáng.
Hôm nay là ý của mẫu phi, hy vọng con có thể giữ lại Tịnh Vũ làm quý thiếp của Phong Nhi. Mẫu phi xem trọng Tịnh Vũ, nhưng nàng ta dù sao cũng chỉ là một nô tỳ. Con dâu là nhất phẩm quận chúa do hoàng gia sắc phong, lại còn là đại tiểu thư đích xuất của Tĩnh quốc công. Vừa gả đến chưa đến một tháng đã để cho phu quân nạp một nô tỳ làm quý thiếp. Nếu truyền ra ngoài, cho dù con dâu không cần thể diện, nhưng chẳng lẽ đức vương phủ cũng không cần luôn sao? Thiếu vương phi, nếu ngài không muốn cho Tĩnh Vũ hầu hạ vương gia, thì cứ nói thẳng, cần gì phải lấy nhiều cớ như vậy? Vương phi, Trinh Mẫn, bên cạnh con sao lại có tiện tỳ to gan như thế, dám động thủ trước mặt bổn vương phi? Nô tỳ Hà Thịnh là nhị phẩm ti thiện nữ quan bên cạnh hoàng hậu nương nương, từng phụ trách dạy dỗ quý củ cho người mới tiến cung, bây giờ được ở trong cung ban cho Trinh Mẫn quận chúa làm ma ma giáo tập, bái kiến đức vương phi. Thì ra là Hà nữ quan, thật lễ rồi. Nô tỳ không dám, nhìn thấy nô tỳ Tĩnh Vũ không biết phép tắc này nên mới ra tay. Nếu như ở trong cung, nô tỳ dị há phạm thường như thế này đã bị lôi vào thận hình ti rồi, nàng ta muốn hầu hạ tiểu vương gia vẫn phải học thêm quy củ đã. Người, Tĩnh Vũ, mẫu phi, Tĩnh Vũ là người bên cạnh ngài, con dâu đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta. Nhưng mà ở trong cung, cung nữ phải có danh phận mới được phong làm quý nhân. Chờ Tĩnh Vũ mang thai con cũng nối dõi của tiểu vương gia, con dâu tự nhiên sẽ nâng nàng ta lên làm di nương. Thế nào? Cũng được, cứ như thế này đi. Vương phi, không phải ngài nói sẽ cho Tĩnh Vũ một công đạo sao? Hét lớn. Ngài còn nói sẽ cho Tĩnh Vũ làm quý thiếp sao? Bây giờ đừng nói đến quý thiếp, ngay cả tiện thiếp cũng không phải, chỉ là một nha hoàn thông phòng. Hỗn xược. Tiện nhân, người nói chuyện với chủ tử kiểu đó hả? Khó trách Hà Mama vừa rồi muốn dạy dỗ ngươi, thật đúng là do bổn vương phi thường ngày sủng ái ngươi quá mức rồi. Sủng ái? Ta cũng là thân sinh nữ nhi của người, lại chỉ có thể làm nô tỳ ở bên cạnh người. Hôm nay nếu đổi lại thành Tư Hàm Ngọc, cho dù nàng ta muốn làm chính thê, ngươi nhất định sẽ dùng mọi biện pháp triệt hạ Trinh Mẫn quận chúa. Ngươi có tư cách gì mà đánh ta? Ngươi, ngươi là nói gì? Là ai nói cho ngươi nghe những lời này? Là ai? Thật ra ta cũng hy vọng những lời này là giả. Kiếp trước, Tĩnh Vũ ta đã tạo nghiệt gì, lại có một người mẹ tuyệt tình, nhẫn tâm giống như ngươi. Vương phi cẩn thận. Nguy rồi, ở đây vẫn còn có những người khác. Vừa rồi các ngươi có nghe thấy gì không? Chúng nô tỳ không nghe thấy gì cả. Các ngươi đều là người theo ta nhiều năm, bổn vương phi đương nhiên biết các ngươi trung thành. Nếu như chưa nghe thấy gì thì tốt, nếu để bổn vương phi nghe thấy các ngươi khua môi múa mép thì đừng trách bổn vương phi không niệm tình cũ. Tạ ơn vương phi. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, những người này một người cũng không thể giữ. Ha. Không ngờ tới đức vương phi nhìn đoan trang huyền thục như thế cũng không kiềm được đêm khuya tịch mịch. Con chim này đang làm gì thế? Vậy mà lại có tư thông với dã nam nhân sinh con gái, lại còn to gan mang theo bên mình. Nhưng mà gian phu là ai được chứ? Ngài không cảm thấy Tần đại quản gia ở vương phủ có địa vị rất cao sao? Sắc điệu, ta nhịn rồi, có một ngày ta biến ngươi thành giống đốc công luôn. Suy suy, lão tử cứ ăn đậu hũ của tiểu Ngọc Nhi đó, ngươi làm gì được ta? Ánh mắt nhìn thấu sự đời. Đúng vậy, một người đêm khuya tịch mịch, một người dã tâm khó lường, đúng là một đôi tuyệt phối. Đức vương phi cũng không phải người mềm yếu, mị lục
Ngươi lén cứu mấy nhũ mẫu kia đi, sau này sẽ có chỗ dùng. Vâng, thịt mệt kho tàu ăn ngon hay là ngâm thuốc ngon hơn nhỉ? Đốc công, tiểu thư về phủ rồi. Cút, nàng ta về phủ thì liên quan gì đến bổn tọa? Chẳng lẽ người là tai mắt của nàng ta à? Thuộc hạ biết sai, xú nha đầu kia lại dám đuổi bổn tọa ra ngoài. Lần này bổn tọa sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta đâu, bởi vì quận chúa dùng hoa mai đánh dấu nên thuộc hạ mới đến bẩm báo. Hoa mai đánh dấu? Vậy thuộc hạ về báo với quận chúa. Ta còn phải giả trang tử ý khách bao lâu nữa đây? Quay lại. Bổn tọa bảo ngươi cút thật à? Một chút chủ kiến cũng không có, muốn tìm chết. Còn không mau cút vào hầu hạ bổn tọa thay y phục. Hương tỷ tỷ, tỷ nói xem tại sao mẫu phi lại đối xử với ta như vậy? Nếu không phải tỷ nói cho ta biết chuyện này, ta còn không biết sẽ bị dắt mũi bao lâu nữa. Mẫu phi căn bản không muốn để cho ta biết được thân phận của ta. Vũ muội muội, tất cả đều là số mệnh. Ai bảo chúng ta không phải là con đích xuất danh chính ngôn thuận chứ? Muội xem, Tư Hàm Ngọc là quận chúa danh chính ngôn thuận, sau này có gả đi cũng là cao môn quý đệ. Còn chúng ta chỉ trông chờ người khác sắp xếp. Vương phi không gả ta cho một kẻ ăn chơi trác táng, ta đã mãn nguyện rồi. Muội thì khác, muội được gửi hồn từ trong bụng vương phi sinh ra. Nếu ta là muội. Nếu là cái gì? Nếu không có Tư Hàm Ngọc, muội không phải chính là thân sinh nữ nhi duy nhất của vương phi sao? Vương phi chỉ có thể đem mọi sự sủng ái để lên người muội. Nếu không có Tư Hàm Ngọc, tỷ đang nói đúng vậy. Không phải muội vẫn luôn muốn làm chính thê của Lưu Phong ca ca sao? Ta có một cách, chỉ cần nghe lời ta, muội sẽ có được thứ muội muốn. Tiểu vương gia, ngài cũng đừng trách Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ đã thương lượng với phụ thân rồi, Từ Hàm Ngọc cũng được, Tây Lương Mạt cũng được, những kẻ gây trở ngại cho chúng ta đều sẽ biến mất thôi. Vốt ve, đến lúc đó ngài sẽ chỉ thuộc về một mình Tĩnh Vũ. Mạt Nhi. À, tiểu vương gia. Sư phụ, người à ha, thật thoải mái, đừng dừng lại. Sư phụ, đủ rồi, không cần. Thật sự không cần à? Không cần thì kêu hai tiếng dễ nghe xem nào. Thường ngày đều là người khác hầu hạ bồn tọa, hôm nay hiến khi được hầu hạ người khác, thật là thú vị. Sư phụ, chúng ta đang bàn chính sự đi. Đừng gấp, ái đồ, chúng ta diễn trò phải diễn cho tới cùng, nếu không thì có lỗi với tên đang rình mò ở trên nóc nhà đang xem đó. Là người Tần đại quản gia phái tới sao? Sư phụ có tính toán gì nếu như bí mật của chúng ta bị bại lộ? Người làm gì đó? Còn ngại người nọ chưa nhìn đủ rõ ta à? Vi sư đều có sắp xếp. Yên tâm, vi sư sẽ bảo vệ trong sạch cho ngươi. Có sư phụ ở đây, đồ nhi còn có thứ gọi là trong sạch sao? Nếu đồ nhi muốn được vi sư hủy trong sạch như thế, thì vi sư cũng đành vì đại nghĩa hiến thân. Diễn trò đến cùng. À, bây giờ vi sư sẽ cùng với ái đồ diễn một màn xuân cung đi. A, à, đừng mà. Hừ. Gian phu dâm phụ. Đừng mà cái gì? Đừng thế này. Hay là thế này? Sư phụ. Có người, đừng mà.
Có người không phải đúng lúc sao? Sư phụ, đừng mà. Dừng lại, dừng lại, thật sự muốn vi phụ buông ra à? Đây là trừng phạt đối với ngươi. Hôm trước ái đồ tùy tiện đuổi ta đi, bây giờ phải chịu sự trừng phạt mới được. Để vi sư dạy cho ngươi thế nào gọi là tôn sư trọng đạo. Đại quản gia, sao rồi? Có nắm chắc không? Hôm nay nói chuyện với Vũ Nhi, vốn dĩ ta còn thấy có chút phiền toái, không biết làm thế nào sắp xếp cho Trinh Mẫn quận chúa kia một đối tượng yêu đương vụng trộm. Không ngờ tiểu tiện nhân kia đã sớm thông đồng với Tử Y khách, vừa rồi còn cùng hắn điên loan đảo phượng, đúng là không đỡ phí công sức mà. Cũng không trách được quận chúa kia. Nàng ta vừa nhập phủ một tháng, tiểu vương gia không phải bệnh thì cũng là bởi vì đại phu nói không thể cùng quận chúa chung phòng. Không giống Tĩnh Ngôn, có nam tử cường tráng như đại quản gia ở bên. Tiểu chân tử, nàng đưa Tử Y khách kia đến tháp Linh Lung đi. Xong chuyện bổn đại quản gia thì sẽ thưởng lớn. Đại quản gia muốn ban cho cháu gái cái gì? Ngài không sợ Vương Phi ăn giấm à? Lão bà ngang ngược kia, sẽ có ngày ta cho ả biết thế nào gọi là hạ đường phụ. Hạ đường phụ là nữ nhân từ chính biến thành tiểu thiếp, kiểu như bị bỏ ấy. Đến lúc đó, nàng chính là Vương Phi của bổn quản gia rồi.